Chào tất cả anh em đã quay lại kênh của mình ha. Hôm nay mình có ít máy anh em, mười mấy hai chục con máy gì này, lên cho anh em mình xem. Anh em thấy phù hợp cái máy nào thì alo mình, số điện thoại thì mình phần dưới đó anh em. Kênh mình bán như thường lệ thôi, anh em chuyển khoản thì mình bao ship, còn anh em dặn cọc thì anh em chịu tiền ship nha. Anh em nhận hàng trả tiền thì anh em chịu tiền ship, dặn cọc thì tùy theo món hàng nha anh em, nặng nhẹ. Vô luôn anh em. Đầu tiên là một cây cắt tôn, mình làm không có kê dưới ba gạch, mình riết tại chỗ trên anh em. Nay mình kê miếng giấy, kê miếng giấy cho nó im bớt. Cây cắt tôn Hitachi, Hitachi đây anh em. Điện 100V, 50 đến 60 hạt, 240W nha anh em. Này cắt được 1 ly 6 nha, còn mới len keng luôn nha anh em, rất mới nha. Cái này phải nói là quá mới rồi. Đây anh em, phải nói là quá im, rung luôn rồi nè. Quá im luôn anh em ơi, chạy rung. Cây số 1 700 nha anh em, cây số 1 700, phải nó quá xuất sắc nha anh em. Cây số 2 là một cây nhám, nhám dây đây anh em, đây nó không có giấy nhám nha, cái nhám về mình tép cái nó đứt ra rồi. Là dễ mà anh em cứ mua một phanh dây nhám, thường thường dây nhám nhám tăng đó, thì anh em cắt ra, này có mấy phân mà cắt ra là bốn phân cắt ra anh em. Điện 100V 430W đây anh em, đây mình tép cái nó chạy nè, thôi nè. Còn thôi mình gắn nhám lên là nó lăn thôi nè. Đây, gắn nhám dây vô là nó lăn. Cây số 2 550 nha anh em, 550. Cây số 3 là một cây cắt tôn, cắt tôn nó nhiều loại lắm nha anh em. Đây, này tem chiếc rồi nó không còn anh em. Đây cắt tôn nó như cái kéo đây, cái này là để mình hả ra nè anh em. Đây mình kéo qua là nó hả ra. Tôn như cái kéo thôi anh em, này nó cắt cực kỳ. Cái số 3 650 nha anh em, số 3 650.
Cây số 4 là một cây đột đây anh em. Số 4 cây đột tôn. Hình thức máy móc thì cũng như cắt tôn thôi, nhưng mà cái này nó đột nha anh em. Nó đột là anh em có thể là cắt được tôn sống nha. Tôn mà có sống là mình cứ nghiêng này, nghiêng nghiêng lên nghiêng xuống, cắt là tôn có sống là cắt được hết. Anh em. Quá ok nha anh em. Cây số 4 600 nha anh em. Cây số 4 600. Cây số 5 là một cây cưa Makita. Điện 100V. 930W. 3400 vòng trên phút. Lửa của nó từ 190 cho đến 203. Nói chung là nó 203 thì mình tính nó 2 tấc đi, từ 190 đến 2 tấc. Tấc chính 2 tấc đó nè. Đều nó 2 tấc 03, lượng mình ngắn gọn cho nó dễ thôi, dễ gọi dễ kêu. Đây, lửa của nó đây nè. Đây nó có nghiêng nha anh em, có nghiêng đây nha. Nghiêng nè, cao thấp đây nha. Cao thấp có hết, nghiêng cao thấp. Đây. Ok. Cây số 5 700 nha anh em. Cây số 5 700. Cây số 6 là một cây. Đây cây bếp lách cơ thân dọc. Bếp lách cơ thân dọc nha anh em. Đây nó có hơi tróc tróc ba cái lớp sơn nè. Nó tróc nó lòi nhôm ra. Này cũng không có nhầm gì hết trơn anh em. Bếp lách cơ. Cái cây này không phải bếp lách cơ mà cây này Kosuku. Đây là bếp lách cơ. Kosuku là của Nhật đó anh em. Bếp lách cơ nó sản xuất tại Kosuku. Bếp lách cơ với Kosuku là một hãng tại sản xuất tại Nhật. Lưỡi của nó là 210 nha anh em. Lưỡi 210. Rồi thông số hết rồi anh em. Rồi em mình thấy có nhiêu đó. Máy này là thân dọc này chạy cực kỳ nha anh em. Đây chạy nó nhấp nhấp nghe chạy rất là ok nè.
Kìa. Cây số 6 7,5 nha anh em. Cây số 6 7,5. Thân dọc. Rồi tiếp theo là một cây, cây số 7 không có rồi anh em ơi, mình ghi sơ sót cây số 7 rồi. Cây này cây số 6 cái rồi tới cây số 8, cây số 7 không có, hình như là mình bỏ cây số 7 luôn đi để ghi cho lại mất công lắm. Cây này là Mitachi nha anh em, cây cắt sắt Mitachi nè, phải nói là nó đẹp xuất sắc luôn anh em. Có Mitachi, để mình đọc thông số coi, cây này quá xuất sắc rồi. 4.300 dòng trên phút, lửa của nó lửa 108, điện 100V, 1.300W nha anh em. Cây này quá xuất sắc luôn, anh em thấy nè, phải nói nó quá cực kỳ luôn. Đây là có đèn nữa nha anh em, có đèn nữa nha. Lưỡi của nó thì khỏi nói luôn rồi, lưỡi cũng ok luôn. Đây anh em, cây này quá xuất sắc. Cái này là quá xuất sắc nha anh em. Nói chung cái nào đẹp là mình nói đẹp thôi. Thì anh em nhìn lướt qua anh em cũng thấy rồi, bóng lừ mà, không có còn gì mà chê tên. Mà lần ngược lại có đèn nữa, Mitachi. Mitachi là hãng Hitachi luôn anh em. Mitachi với Hitachi chung hãng đấy. Đây mình bóp có đèn nè anh em. Nè đấy. Có thắng ngon lành luôn nè, có thắng ngon lành luôn đó anh em. Đây. Thắng liền anh em, quá cực kỳ. Cây xuất sắc vậy, anh em nào alo trước được trước nha. Mình cũng không biết sao thôi, thì nói chung là mình bán công khai mà. Đây. Cây số 8. 800 nha anh em. Anh em nào móc điện thoại alo liền thì được liền. Ai trước được trước. Nói chung mình cũng ưu tiên mấy người trước, trước dĩ nhiên là người ta cũng theo dõi kênh của mình thường xuyên hơn. Người ta mới chấp thời cơ. Đây tiếp theo là một cây đấm bóp. Đây nó tăng giảm rồi ở đây nghe anh em. Đây. Bằng nút. Quá xuất sắc rồi nghe anh em. Nay mình lấy lên mình bán lên nha. Đây anh em dặn nè, đấy dặn mạnh lên, nó lên nữa nè, đấy đấy đấy, phải nói quá im nghe anh em. Để dưới này thì nó kêu rì rào chứ dở lên im ru. Đây hạ về anh em muốn nước mức độ tới nào thì tùy. Quá đẹp nghe anh em. Đây phải nói cái niệm này khỏi nói luôn, thôi rồi lựa mơi luôn. Đấm bóp hết chỗ chê luôn nghe anh em. Cây số 9 650 nghe anh em. 650. Thôi rồi lượm ơi luôn. Đây tiếp theo cây số 10 là cũng cây đấm bóp luôn đây. Được hai cây cực kỳ. Đây anh em. Đây ok hết nha, tất cả ok nha anh em. Đây nó là mức nhẹ đó anh em, mạnh lên cái nữa nè, đấy dở lên là em ru à anh em, dở lên là cực kỳ. Cái nó này chạy là không nghe luôn đó anh em. Quá ok. Cây số 10 650 nha anh em, phải nói là quá cực kỳ nha. Em mua này về dần công với bà xã. Ôi thôi rồi khỏe quá bà ơi luôn. Mua này về. Ôi thôi rồi khỏe quá bà ơi.
Tiếp theo là một cây phan. Phan đây anh em. Phan Makita. Đẹp len keng luôn. Đây cái đầu nó đây anh em. Trời ơi, nó như nó không có xài luôn nè. Điện 100V 570W. Đây. Cọng dây của nó có cái đầu mở, cái đầu mở mũi phan đây. Đây anh em. Đây là phân sắt phân gỗ nha anh em. Đây qua bên phân búa nè. Lại qua nè. Đây qua phân búa nè anh em. Mình trật bên rồi. Phân sắt phân gỗ búa bên đây nè anh em. Trở lại. Đây bây giờ tới búa nè. Đấy. Búa này nè. Đây nó có cái này nè anh em. Đây. Mình siết này lại là mình cầm thôi, để mình không để ngoài. Vậy cho dễ anh em. Đây. Quá cực kỳ. Đây đầu mỏ của nó luôn dính luôn trong đây anh em. Cây này hình như là nó không có xài luôn đó anh em. Độ mới phải nói là độ mới phải nói là còn quá ok. Cây số 11 600 nghe anh em. Số 11 600. Cây số 12 là cây cũng cây phan Makita, trội hơn cây kia đây anh em, thì nó cũng vậy thôi, hình thức y chang như cây kia nhưng mà cây này lớn hơn nha anh em. Đây điện 100V 660W Makita nghe anh em, phan được là 20 ly là nghe anh em. Đây nè, nè. Đây qua bên phân búa đây nè. Kéo qua phân búa. Đấy. Rồi nè. Mấy cây này phải nói là như nó không có xài luôn đó anh em. Ba cái đồ này thôi xài nó như tốn cả ống áp cái là xài biết gì nào hư anh em. Cây số 12 650 nha anh em. 650 nha. Cây số 13 đây anh em. Nên mình chơi hàng phan thùng không. Phan này phan đời cổ luôn nè anh em. Phải nói là đời cổ luôn. Hitachi. Cái phen nó mà cái phen này nó bằng đồng không gì nó chiếu 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 luôn nè nè. Thấy nó quá. Yeah. Phải nói là quá cực kỳ luôn. Cây này phải nói xài phải nói là thôi rồi luôn, hết biết. Quá cực kỳ. Điện 100V
335W nha anh em. Cái này phải nói độc quá, phải nói độc đời cổ. Đây anh em nè. Cầm như cầm súng luôn anh em. Đây có búa nè anh em, đây trở qua khăn búa đây. Búa. Quá ok nha anh em. Cây này phải nói quá quá thích, cảm thấy thích luôn. Thùng nữa. Đời cổ. Cây số 13 600 nha anh em. 600. Anh em vẫn vẫn một loạt hàng thùng không? Số 4 một cây HT đây. Đây anh em. Cây HT. Cây này là mũi gài nha anh em, mũi gài. Điện 100V 450W. Anh em. Phân búa dặn qua nha anh em. Nó có đảo chiều trên nha anh em, đảo chiều đây. Đây, lật qua đảo chiều đây nè. Quá ok. Leng keng luôn. Đẹp leng keng luôn. Cây số 4 750 nha anh em. 750. Đẹp leng keng. Đây, cây số 15. Là một cây gì đây? Mình cũng không hiểu luôn. Trời ơi, cây bu lông. Cái thùng nó mới chát luôn anh em. Cây bu lông, cây này phải nói là độc nhất vô nhị. Cây bu lông độc nhất vô nhị luôn anh em. Đây, cây bu lông của nó đây. Nó có cái tem. Cái tem miếng mủ còn luôn nè anh em. Điện 100V 305W, đầu 1/2 nha anh em. Đầu 1/2, đây cây bu lông phải nói là quá quá độc nha anh em. Cây bu lông mình đây nó có cái móc này để cho mần rồi máng lên hay gì nè anh em. Mần xong rồi máng lên vách nè. Máng lên móc, nó có cái móc sẵn đây nè. Phải nó quá cực kỳ luôn. Đảo chiều dưới này nha anh em. Đây. Đảo chiều dưới đít nè. Anh em thấy nó cây bu lông mà nó chuyền nhông lên trên nè, anh em như là máy chạy xuồng, máy xe luôn luôn nè, có bộ nhông chuyền lên. Nó chuyền lên cái này anh em biết nó mạnh cỡ nào. Chuyền nhông. Thường thường máy đồ này nó là chuyền nhông nó mạnh hơn. Đây anh em. Đây. Đầu 1/2 nha anh em, đây đảo chiều dưới này nha anh em. Đây. Đây lật qua thì vô. Siết vô. Thở ra thì
Quá xuất sắc nha anh em. Anh em thấy kiểu cọ của nó thì quá dữ không? Đây có móc máng lên, không để dưới đất cho trầy trụa. Làm xong máng lên, cho nó cẩn thận cái đó, đó anh em. Có móc máng lên, quá ok nha anh em. Độc lạ. Cái thùng còn mới ken luôn nè anh em. Đây, quay nó cũng hai quay nè anh em. Hai quay. Cái số 15 800 nha anh em. 800 nha. Anh em là alo trước được trước nha. Tiếp theo là một cây bu lông. Cây cây đục phan, vừa phan vừa đục anh em. Đây, vừa phan vừa đục. Đây anh em. Tạm cái này nó qua một bên đi. Đây, cái này anh em dặn vô đây. Dặn vô anh em. Đại khái vậy đi. Nè anh em. Để mình gắn cái mũi đục cho. Lấy cái búa đem ra cho cái kha. Đây, đục của nó đây anh em, gắn vô. Để mình đọc thông số luôn đi. Điện 100V 1050W. À 150W nè, quá dữ rồi. Đây, đục nó nè. Đây mình thử cái nghe anh em. Đó. Ghê lắm anh em ơi. Đục đục banh nhà lòng luôn á, đục quay nó là ghê. Còn anh em muốn phan này gắn mũi phan vô anh em, đây nó có mũi phan đây nè, đây mũi phan nè, nó phan thì gắn phan vô anh em. Đó anh em. Quá dữ, nó giọng phịch 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 luôn nghe. Anh em thấy không? Quá. Đây nó có mũi phan đục đó anh em. Quá dữ. Đây vô vô đây nằm. Makita số 16 1.3 nha anh em. 1.3. Kéo cái máy mài vô nè anh em. Đây, mài hai đá FDK đây anh em. Đây thương hiệu FDK.
điện 100V, nó 400W nha anh em. Đá của nó là đá 205 nha, có cái đá bên đây nó hơi mòn rồi anh em, anh em về xài thời gian thay đá cử kiết còn đầy đủ. Đây FDK thương hiệu nè anh em, đây còn tương đối đẹp nha anh em. Đây anh em thay thay em, nó chỉ có hơi mớp nhẹ chỗ này miếng hả anh em, mớp nhẹ không liên hệ gì hết, vẫn bình thường. Đây FDK thương hiệu của Nhật Bản, thì FDK thì anh em cũng hiểu rồi. Đây đây anh em, chạy là không nghe tiếng luôn anh em, chỉ nghe gió mát mát thôi anh em thấy. Phải nó chạy là nghe anh em nghe nó cái độ êm của nó phải nó. Quá êm luôn anh em. Mình tắt vậy chứ nó chạy lâu lắm anh em, chạy hoài luôn á. Để nó qua bên đi, mình tới máy khác. Chứ nó chạy hoài hả? Đây tiếp theo là một cây cưa, cưa gỗ Makita, điện 100V, 14A, 14A nó khoảng 1350W anh em. Lưỡi của nó là 3.8 anh em, 380. Đây 380 đây anh em, rồi máy bạn chạy hoài luôn cả anh em, chạy chạy đã thôi. Đây 380 đây anh em, lưỡi cưa này nó có nghiêng nha anh em, đây có nghiêng nha, có nghiêng cao thấp có nghe anh em. Makita phải nó rất là ok nghe anh em. Đây anh em, máy mài tới giờ nó còn lăn luôn đó anh em, máy mài tới của nó phải nói là cái độ chỉnh của nó phải nó thẳng thớm rồi thành ra nó nhẹ thành lăn lăn hoài luôn. Rồi máy cưa này số 18 1,2 triệu nghe anh em, 1,2 triệu. Thôi clip mình nay có nhiều hàng đó anh em thấy ưng ý cái nào thì alo mình, số điện thoại mình phần dưới nghe anh em. Thôi cảm ơn anh em rất nhiều đã theo dõi kênh của mình. Anh em cho mình một cái đăng ký với anh em nhấn vào cái nút chuông để nhận những cái video của nhà mình. Rồi cảm ơn anh em nhiều, chào anh em nha, hẹn anh em lại clip sau.